Trong danh sách triệu tập của U22 Việt Nam mới đây, có lẽ nhiều khán giả đã không còn xa lạ với cái tên Trần Danh Trung. Chàng trai sinh năm 2000 thuộc biên chế câu lạc bộ Viettel, từng nổi như cồn với biệt danh Hot Boy Mít Ướt khi ghi bàn vào lưới U22 Timor Leste ở giải AFF U22 LG Cup 2019. Sinh ra ở Huế, nhưng Viettel mới là câu lạc bộ giúp Danh Trung trưởng thành. Gia nhập đội bóng quân đội từ năm 11 tuổi, Danh Trung nhanh chóng cho thấy những tố chất nổi bật so với các bạn đồng trang lứa và liên tục tiến bộ trong thời gian rất ngắn. Trước khi tỏa sáng ở giải U22 Đông Nam Á 2019, Trần Danh Trung từng đạt danh hiệu vô phá lưới tại giải vô địch U19 quốc gia năm 2017. Tại giải đấu năm đó, Danh Trung chơi rất thành công ở vòng bảng khi cùng đội bóng của mình toàn thắng cả 6 trận. Bản thân Danh Trung ghi tới 6 bàn, gồm một cú hat-trick vào lưới U19 Long An, 2 bàn vào lưới U19 Thừa Thiên Huế và 1 bàn trong trận gặp U19 Bình Định. Đến giải U22 Đông Nam Á 2019, Danh Trung tiếp tục trình diễn ấn tượng ở trận ra quân gặp Philippines khi ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho U22 Việt Nam trong bối cảnh thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn đang bế tắc và rất cần một bàn thắng. Sau đó, ở trận đấu tiếp theo gặp U22 Timor Leste, Danh Trung được điền tên vào đội hình xuất phát. Không phụ sự kỳ vọng của ban huấn luyện, Danh Trung đã lập hẳn một cú đúp giúp U22 Việt Nam nhấn chìm U22 Timor Leste với tỷ số 4-0. Đó là hai giải đấu rất đáng nhớ với cá nhân Danh Trung khi anh không chỉ để lại dấu ấn trong lòng người hâm mộ mà còn ghi điểm trong mắt các huấn luyện viên đội tuyển. Trước thềm vòng chung kết U23 châu Á 2020, Trần Danh Trung cũng từng được huấn luyện viên Park Hang-seo gọi lên U23 Việt Nam. Dù bị loại khỏi danh sách cuối cùng, nhưng nên nhớ, hiện tại Danh Trung mới chỉ 19 tuổi và việc liên tục thăng tiến ở các cấp độ trẻ là sự ghi nhận rất lớn về chuyên môn của cầu thủ này. Từng được câu lạc bộ Viettel liên tục cho mượn để tích lũy kinh nghiệm, Danh Trung giờ đây đã trở lại đội bóng áo lính và được đăng ký danh sách thi đấu tại V-League 2020. Với đà phát triển cùng những tố chất đặc biệt, Trần Danh Trung hứa hẹn sẽ là trụ cột của U22 Việt Nam và xa hơn nữa là các cấp độ cao hơn ở cả màu áo tuyển cũng như câu lạc bộ.